Ôi, chín rồi mọi người ơi. Ôi, con su chứ nè. Su chứ nè. Con này su luôn. Su chứ, su chứ. Nè, tao cháu tìm này nè. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Đêm nay mình với anh Phong là nướng thịt chuột nha mọi người. Ôi, chỉ có sao giá của anh Phong bây giờ đang làm cái bếp này. Làm bếp nướng này. Ôi, cô này nướng xí gạo. Anh đứng đây, đây nó sang luôn. Quên đi. Nó chẳng quen luôn. Ok. Dân mà ở nhà anh trai mình á mọi người. Nhà anh nông ấy. Ôi, leo về, leo về. Chỉ đúng về. Ôi dồi ôi. Chả dặn đây, nó xua nó luôn. Con để chào ra xong đã này. Ai đã giang mà su luôn. Nè mà su lên. Ai đã giang này đẹp bút. Bung quảng mà ta tin nhìn nè. Hôm nay là mùng 9 rồi, vẫn còn là tiết nha mọi người. Thường thường người ta nói là còn mừng là còn tiết mà. Hôm nay mùng 9 là vẫn còn tiết này. Đấy, tiếp tục là nướng thịt chuột này, anh em mình này nhỏ mọi người. Đây là không ăn thịt chó nha. Đây là thịt chuột thôi nha. Đây là thịt chuột ngon, là quá ngon luôn. Đây có đây nhiều không cầu đây này. Ui, mười mấy con nhỉ? Đang khoảng mấy hai chục con. Hai chục con à? Trong bếp còn mà. Trong bếp còn mà. Còn á, trong bếp còn. Nướng nướng hết cái này chín là nướng tiếp. Đây đây đây, bỏ cái thôi, đây nhà mới của anh trai mình nha mọi người. Đấy. Rét nữa chứ không? Ui giời ơi. Con người khôn thế này cơ. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Ăn nước đây là gần 20 con à. Biết bún na nó sẽ nhiều. Biết bún na cứ bú na bú na. Đây. To hả mặt nó biển bưu. Đây kiếm đủ bưu mà chứ bài đủ bưu. Chơi đáng đủ bưu. Nhiều bè khen là bài đủ bưu. Cái nào mới đấy ổn. Đâm gì. Cái nào mới đấy ổn giá vị à? Mình ổn giá mì à? Đáo càng dài nhưng càng khổ. Ý ta gì mà su á? Su ai? Bố bố mà. Ồ. Lên thằng thàn thì lắm tao nè. Bảy vô cân hầm sóng đeo nên một nhá. Hầm sóng cháy to chú sẵn nào? Ok, cân hầm sóng chú này. Cháy to chú. Áo nhưng mà nào ấy? Ừ, cháy đấy. Chàng lò mà nó mày thảo. Chàng lò mà nó. Điện thoại, điện ngó chú này mà mua được khóc giá. Cháy ơi. Anh trai mình mới đi là thăm chuột về nha mọi người. Bây giờ là cũng 8 rưỡi rồi. Còn tiên mà, còn tiên mà. 8 rưỡi. Còn xuân mà. Còn tiên mà. Còn mùng là còn tiên. Năm nay có 12 trận mưa thì khỏi tới cả. Đang mùng. Đang mùng. Thịt chuột. Đánh đây chưa? Thấy tới gì cũng ra mà xuống mà. Con mà năm một chỗ tiêu tai năm xì bán ăn học hả? Điều tay. Chơi luôn, anh có cố. Giờ tôi vẫn luôn nhỏ. Nên còn. Này chắc mày 2 giờ chưa được ăn à? Nướng xa vậy. Ôi. Nhà cá đào, nhà cá đào cá nhỏ với cá nùng cá nhỏ cá que này cửa. Nhà ta vốt. Thì là cá đào gì chứ? Tốt tiền bú mà kìa. Ôi. Bỏ cái bóng ngoài chứ. Bỏ cái bóng ngoài đi nè. Trời ơi, cái bóng đuối này sao? Cái bóng gì? Cái bóng ngoài nhà đó. Đây cái bóng ngoài úi rồi. Tối đến nay sao biết ra làm được cái gì? Thật nó bỏ cái thực kiện là con nào cháy, con nào cũng cháy, con nào nhìn hay không thì không biết đâu. Cái gì mà xuống mà. Thằng
chú cả buộc xuống nữa. Cả buộc cả gì. Đó, thấy chưa? Cái đó tao dịp yên tao buộc. Là bốn đi nhìn kiểu rồi. Ý ta buộc luôn. Tao dịp yên ý ta buộc. Giờ hôm nay tao kiếm chèn đủ. Đó bộ à. Tao dịp yên nữa cơ. Cho nó thấy cái vui chỗ. Cái về nhìn phải ai đang đăng bự nó cho nó thấy đâm tới mà nhìn to. Anh ngồi mua đây đây. Có nhìn trái không? Cái ăn to lắm đấy, mà su đấy. Có đi đâu, chứ sáng là cân hoàn ninh hoàn lạc cân thảo. Tao cũng quẳng mà nó su tầng hẳn đâu. Su, nên nâm to là ninh. Nó có dạo mặt mày sạch, nó chèn, nó chèn, nó dẫn vảm sạch ra. Chứ cái nó ngò kìa. Mà ngò bà bà ninh. Nó ngò bà nhìn tên nhầm luôn. Chúng vây là... Cái đó đuổi cái kia nhá, như con... Ấy á, con bổ, ấy cứ bổ á, ấy cứ bổ á, con. À, ấy cứ bổ á, xong cho cân vị này chết cơ, khó cái cân vị này chết. Ừ, xin. Này chết là khó phân cơ. Đại khô bờ, dụng đèn chết mắn xà mắn áo bờ. Mắn này chết cho cả mặt. Chả bà tớ, y bố tao mắn áo tại căn bàn hợp điếu, muốn xà. Chiến mà uống rồi, tí là không đủ, ở nhà xa là không về mua được rượu đấy. Ừ, mà tao, tỉnh có một lít thôi. Nhiều. Ê, chỉ cần cần đảng chứ được cả. Ê, đồng tàu, ê, chân hiểu. Trông ngon quá mọi người. Đảng nữa này nghe mùi tâm thương rồi đấy mọi người. Leo chín nữa rồi. Tập lăn lê. Mề với cán sản cái đá lý này. Mề. Mề tiền cú thế rồi. Chị ha mà chị xóm gạo. Mày tao đấy. Mày tao là xàm đấy. Phà lọt đấy. Đúng. Ừ đây đây. Ôi kiểm đã bị hòng cò. Hòng cò cò. Nhưng mà chuột vui lắm mọi người. Ồ nó chuột à. Ồ. Quân cò. Ồ đánh con kia chưa. Nó nào nó đảng vô cả. Mày con. Kiểm đấy. Con tập bục mày mau lốm. Ủa chú đu. Chú ra bục chết chú ra. Chú ăn tới tuần là khát. Kéo gì? Ăn tới tuần là khát. Ồ bục kiện nè. Đủ chú chú ra. Đủ kiện nè. Ừ đủ cháy nè. Giáo gì nè. Ừ lưỡi. Ui giời chèm thế ta. Tuyệt vời quá luôn này. Ồ đủ nói đâu. Đâu rồi. Nó chảy xuống bục rồi. Ui giời. Thế này này. Ui giời. Chưa xả. Thơm quá. Thơm quá thơm luôn. Ngon quá mọi người. Ăn em ạ. Chạy cả nước miếng luôn này. Cái này phải có cái lá gì vậy? Con lá dâu hay là lá gì ăn được không? Chụp chiến rồi. Hả? Úi dồi ôi. Con mà lông lá dâu. Mình cẩn thận đi. Không để cháy hay. Bắn tuổi nó bắn chấm nhìn mà. Cháy là không. Hay là bắn chộp kể nhìn. Cháy quá là không ngon đâu. Đừng có để cái ngọn lửa nó cháy lên. Ngon này. Khét khét. Ừ. Cho than nó nhớ năm tàu dần anh nè. Ôi chạy mà chạy hai chú. Mà nó bá chú. Chạy chỉ có một là một mà mà nó hai bá chú. Ôi toàn ác tay mình cố mẹ. Ôi tao hù lỗ. Ôi toàn tay tí lên. Chạy lên đáo đá giá bên nó xuống chạy thay tí rồi. Đáo đá đáo đá. Mình sẽ ăn thử cái gan chuột nha mọi người. Gan sóc. Sóc bông. Mời mọi người nha. Quá tuyệt vời luôn đấy. Có mưa không? Ừ, mưa có mà. Mưa đang. Lấy nhanh ra tiểu út. Thơm quá mọi người ạ. Ừ. Út ơi, nhanh lấy nhanh ra được út ơi. Nướng kiểu như vậy là ngon lắm. Quá là ngon. Đây là món lạ nha mọi người. Thịt chuột. Lá này tao đã. Có không mình phải. Thịt chuột, thịt sóc làm món này là làm kiểu là lạ mọi người. Đấy. Ăn ngon quá trời luôn mọi người. Mưa mình phải chiên như thế này. Là cho thêm mỡ nữa. Còn cái nào á mà cái nào ba, cái này người bản nhau mù thấy còn xoay mấy ngày liền. Mà giỡn đâu. Tí là cậu nói cậu nói là không biết không về được nhà cậu. Cậu nói vậy thèm quá trời luôn rồi đó. Cậu đang thèm nè. Xíu nữa không về được nhà cậu ơi. Cái lúc muốn mẹ rồi. Người bản nhau mù còn thèm mấy ngày liền. Ăn mà nè. Ăn đâu. Thế mà ăn rồi. Thôi cháu rồi thôi. Được rồi. Mà làm cái quán đấy rồi nó thùm ra như sáng bay hết bán lại. Bỏ nhiều quá tí là ngán. Úi giời ơi. Úi càng nhiều càng thơm. Úi đây. Cái đây. Lúa đảng vô. Thơm quá mọi người ạ. Trần đảng nữa. Trần đảng nữa. Nghe điếc cả muối. Em dắt thịt kia này không sẽ khô. Mới tôi là mình áo mày ăn rồi. Là mình áo gì mà nhà này ngã kiển đi. Áo thân mạng bà tầm môn đấy. Là mình áo gì mà nhà ngã kiển đi. Sốt phá xì đủ đi cô. Áo luôn. Đang nói tiếng giao nha mọi người. Ô đồ mày. Lô mày chạy đi lê. Ô buồn.
Tiếng Giao. Giao Thanh Y đây. À, nói tiếng Giao vui lắm mọi người ạ. Tiếng Giao Thanh Y đây. Vui thật đấy. Điểm mà mùng chín mà nướng thịt chuột như vậy là tôi sợ ủa ra cho sẻ vui quá luôn mà lóng cái sẻ mà lóng tàu sẻ mà lóng tàu lóng được thang khỏi lấy cái ốt lấy cái cỏng cái này khỏi mạnh quá mọi người cần cán đâm tục sâu này ui rồi đâm bảy ui rồi chồng ui rồi thôi mọi người đây là nướng ăn giờ này cả máu còn nướng sẵn bây giờ mưa già thơm xíu nó là chín luôn rồi. Ừ, thơm thơm chưa trời luôn. Ừ, con này dạ. Con này thiếu tí mưa hay không thơm hết rồi ừ, đúng rồi mình nghệ ấy là mình thâm mà. Qua hôn con heo quay đầu viêm này đúng là chuyên nghiệp heo quay xuân phá làm hôn heo quay à. Đầu viêm này có là mình tháo mà lăng vậy không là tắm cái sủi thương ngầu đài không đây viêm bây giờ là kiai kia ăn cơ mình có nhỉ nè cái này ai rất khô nhìn đá để nhìn đá để chuột chuồng quá nó dài lắm mà khẩu lô gan kẹn đấy chưa thế gì mà nhà nó kẹt kẹn đấy mèo bay nên thì đủ thì bố bây giờ anh Phong sẽ cắt thịt chuột ra từng miếng nhỏ nha mọi người rồi anh em mình sẽ thưởng thức nha mọi người tuyệt vời quá chạy hợp tin bản cũng là phải nẹt giờ quay lại để lấy nẹt đồ mấy năm có là nhiên à đó lấy kéo cắt hay cái gì cắt kéo rồi lấy kéo vào đâu là hút cười tươi đi thịt ngon mà không cười năm mới phải vui vẻ tí chứ ờ đúng rồi cái gì mình phải vui vẻ đầu xuân năm mới là còn ngọt chắc chắc lá rau ăn được không? Ôi sống giời còn nói nữa một hiệu quả cây thuốc nam á đây là lá rau ấy mọi người ừ, đây lá rau không ý là bỏ vào cái đĩa cho nghe tráng khí cho cao thế này đó bỏ đây này đó, bỏ đĩa này nóng quá nóng thì có cái gì có cái miếng giấy là nào Phong bây giờ cắt thịt chuột thế rồi trong cái mặt đẹp trai chưa? Làm gì cũng làm đó. Đẹp trai vậy mà bảo ra ngoài không có chị em phụ nữ theo mới là lạ đấy. Đẹp trai mà nhỉ? To nhỉ? Đẹp trai mà. Thế mà bảo không có chị em nào mà theo nó thằng đâu phải. Thằng hiền lành quá không? Thằng hiền lành quá hiền lành luôn. Nhìn. Ừ. Nè. Tuyệt vời quá điểm là giấy mũi lúc mũi luôn điếc cả mũi to chưa sắc này con sót đầy đi hả cái gì cái điếc lạc như kêu đi thì hai lô rồi ta đó trời tối quay không được nét mọi người thông cảm nha cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi kênh của mình và luôn ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Mình cũng không biết làm video gì đâu mọi người ạ, nhưng mà mình đam mê mình cứ quay đại vậy thôi, cảnh nào mình quay cảnh đấy thôi mà mọi người ạ. Rót, không phải cái ly này của cậu này. Tuyệt vời này. Ly này của cậu này, có cái ly này công của... nhận con nhá. Ừ. Béo. Béo. Mỡ tật mỡ là mỡ này. Ừ. Đấy, đây mọi người coi này. Cái gì quá tuyệt vời rồi. Đó, bây giờ đang thưởng thức con hiện hai con đang nằm ở trong cái vị đang nướng nhá. Cái gì ạ? À? Cái vị. Vị à? Vị nướng. À. Đấy. Có cái dao sống ra bỏ đây chứ. Cái đĩa này nó hơi đầy rồi. Bỏ cái khẳng dao sống ra. Nước chấm rồi. Thôi bây giờ mình xin dừng clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Để thưởng thức cái. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau nha. Bye bye mọi người nha. Đồ khổ đã đi à. Hoàng là, ê, cậu là cùng nhau thưởng thức một miếng, 10 một miếng, 10 mọi người một miếng rồi mình dừng clip nha, 10 mọi người nha, này, trông tuyệt vời chưa, nóng hổi này, thơm, cũng như bà, nó là như nhiều nữa nhỉ, rồi ạ, giờ đây là tất cả mọi người, ngon quá mọi người ạ, thơm, 2-3, do, 2-3, do,
Bye bye mọi người nha. Bye bye nha.